Xin chào mọi người, rất lâu rồi mới có thời gian để thực hiện một cái video như thế này. Sau một khoảng thời gian ăn Tết và bận rộn với lịch trình thì ngày hôm nay sau khi mà vừa trở về từ cái công việc của mình, Nụ đã tranh thủ để cùng ngồi xuống đây để mà cùng nói chuyện với mọi người đây. Trên tay Nụ đang là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu ENG Beauty và do Nụ làm đại sứ thương hiệu. Và ngày hôm nay mặc dù là đã xài sản phẩm này rất là nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới có thời gian để mà cùng nói một chút về sản phẩm Retinol Mask mà rất là hot trên thị trường hiện nay. Nụ tin chắc rằng là đây là một sản phẩm mà được rất là nhiều những cái phản hồi tốt từ tất cả mọi người. Và ngoài chuyện mà Nụ nghe xong thì bản thân Nụ cũng đã là người trải nghiệm nhá. Nụ trải nghiệm cái sản phẩm này rất là nhiều lần và Nụ rất là thích. Hãy mọi người xem nhà trên mặt của mình nhá. Dĩ nhiên thì với cái cường độ làm việc hay thức khuya hay căng thẳng stress, và dĩ nhiên không thể tránh được những cái việc là mình lạm dụng makeup quá nhiều thì cái da mặt của mình nó không có được tốt cho lắm, nên vẫn còn những cái vết thâm do mụn để lại. Nhưng mà rất là may nhờ có cái mặt nạ thần thánh này mà mình thật sự cảm thấy được một sự hồi sinh từ cái làn da của mình. Bạn nào mà chưa xài thì tôi nghĩ là chắc là phải nhanh để mà chúng ta có thể sở hữu cái sản phẩm này ngay lập tức. Cái này là thật sự là Nụ dùng cảm nhận của bản thân để mà có thể quay cái video này để cho tất cả mọi người. Trên tay Nụ đây là một hộp sản phẩm được thiết kế rất là đẹp từ bao bì và rất là rõ ràng từ nguồn gốc xuất xứ cho đến những cái thành phần ở trong đây. Nụ đọc có rất là nhiều những thành phần để mà tái tạo lại cái tế bào da của mình. Retinol là một trong những cái tinh chất đó. Ở bên cạnh đó nữa thì có cái tinh chất niacinamide, cũng là một trong những tinh chất làm cho da mặt của mình căng bóng, fresh hơn, xe khít lỗ chân lông, tái tạo tế bào da, chống lão hóa da rất là nhiều. Và đặc biệt là cái sản phẩm này ENG Beauty đã sản xuất tại Hàn Quốc. Nhưng mà người biết thì Hàn Quốc thì là một nền công nghiệp mỹ phẩm rất là lớn, có rất là nhiều những cái sản phẩm ra đời ở đây, và dĩ nhiên đã qua một cái quá trình nghiên cứu rất là dài và chúng tôi đã cho ra mắt cái dòng sản phẩm mà không quá đau to búa lớn, nhưng mà Nụ nghĩ rằng là cái chất lượng mà nó đem lại sẽ rất là sâu sắc và rất là tốt. Ngày hôm nay thì Nụ sẽ trực tiếp quay cái sản phẩm này, sẽ đắp cái sản phẩm này lên mặt để mà cảm nhận nó. Thì đơn thuần đây chỉ là một cái video để mà Nụ cảm nhận cái sản phẩm mà do chính mình đã tin tưởng và đang làm đại sứ thương hiệu của sản phẩm này thôi, chứ không phải là một video quảng cáo gì đâu. Đây là sản phẩm mà Nụ tập tành để làm một beauty blogger chẳng hạn, mọi người có thể xem là như vậy, nhưng mà Nụ khá là thích, thật sự khá là thích sản phẩm này. Thì trong cái hộp này á, mình sẽ có ba miếng nhá. Đây, trong hộp này mình sẽ có 3 miếng. Đây là một trong 3 cái miếng mặt nạ nằm trong đây. Và Nụ hay bỏ tủ lạnh sao? Nụ rất hay bỏ tủ lạnh sao? Mỗi khi mà đi đâu mệt về, mỗi khi mà đi làm mệt về thì Nụ bỏ trong tủ lạnh. Thì mà Nụ khi mà lấy ra thì những cái tinh chất ở trong đây nó sẽ được dưỡng lạnh rất là mát. Rồi giờ Nụ xé ra, Nụ sẽ xài cho mọi người xem nha. Như mọi người được biết thì cái tinh chất retinol là một trong những tinh chất mà vàng, một cái làn mỹ phẩm. Và nói nhiều quá thì mọi người lại tưởng là mình quảng cáo, nhưng thật sự là mình có quảng cáo trong đó. Đây là một cái mặt nạ tinh chất ở trong đây rất là đậm đặc, rất là nhiều và không giống như những cái sản phẩm mặt nạ khác nhá. Và ở trong cái miếng mặt nạ của mình đó, nó có một cái lớp phim để dễ cho mọi người có thể dễ đắp lên mặt và còn dễ chỉnh sửa cái mặt nạ của mình sao cho vừa khít cái khuôn mặt của mình nữa nhá. Đây, cho mọi người xem cái sản phẩm mặt nạ này nhá. Đây, ống ánh chưa mọi người. Bây giờ Nụ sẽ lột cái lớp này ra để đặt cái lớp mặt nạ lên mặt nha. Nụ thì vẫn hay quen thói quen là lột cả cái lớp phim ra và đắp lên mặt. Đây.
siêu thích. Đây, bây giờ chỉnh lại nhá. Ok, căng nó ra. Thật ra nếu mà có miếng phin á thì Nu nghĩ là mọi người sẽ thao tác dễ hơn, nhưng tại do Nu hơi vụng về cho nên là không có sử dụng cái miếng phin đó. Đó, mọi người thấy không? Mặt nạ. Mọi người biết cái cảm giác lúc này của Nu á, đó là mát, lạnh và mặt nạ nó ôm sát vào trong da mặt như thế này nè. Nó như một cái lớp da thứ hai của mình vậy đó. Và lúc này là lúc mà cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tất cả những cái mệt mỏi, những cái muộn phiền, những cái căng thẳng ở ngoài xã hội, những khói bụi ở ngoài xã hội tan biến hết mọi người ạ. Rất là thích. Và cái mặt nạ này á, ngoài cái việc nó làm cho mình đẹp lên, nó còn làm cho mình giải tỏa căng thẳng rất là nhiều. Nu đắp cái mặt nạ này á, theo một liệu trình, tức là một liệu trình 7 ngày. Sau 7 ngày đó, da của mình sẽ được cải thiện và khôi phục rất nhiều. Nếu mà cái ngày đầu mà khi mà bạn đắp cái mặt nạ mà nó có xảy ra một cái hiện tượng là hơi chăm chích một chút, hơi rát một chút, hơi căng một chút, thì mọi người xin hãy đừng lo, vì đây là một hiện tượng vô cùng là bình thường khi mà bạn xài một sản phẩm mới. Nhưng mà sau đó khoảng chừng 2-3 ngày thôi thì bạn sẽ cảm nhận được hơn bao giờ hết cái sự tái tạo, cái sự thẩm thấu từ tất cả những cái tinh chất của mặt nạ này. Nào là tinh chất retinol, nào là tinh chất niacinamide, và một số những cái thành phần mà ở đây Nu có liệt kê ra, để có thể Nu sẽ tạm đọc cho mọi người nghe. Thì ở đây có rau má Ấn Độ Dương nữa nè, kích thích tổng hợp collagen. Bên cạnh đó thì có lá trà camellia, có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm. Rồi có cam thảo Tây Ban Nha, giúp cho các bạn làm mờ các vết thâm nám, cải thiện vùng da không đều màu. Tất cả những thành phần này đều lành tính và đều cao cấp, và được nghiên cứu bởi những cái chuyên gia hàng đầu cho cái việc đưa nó vào trong cái sản phẩm Retinol Mask này của ING Beauty. Đó, thì một ngày á, khi mà Nu đi làm về, Nu sẽ rửa tắm rửa thật sạch, và khi mà chuẩn bị lên giường ngủ thì Nu sẽ đắp chiếc mặt nạ này lên để mà thư giãn trong vòng 10 đến 15 phút. Đó, thì những cái tinh chất này nó xấu đầu làm việc, nó sẽ làm khô những cái nhuận mụn của các bạn lại nè. Đó là một trong những việc mà các bạn sẽ rất là yêu thích, vì các bạn rất là hay lăn tăn về việc làm sao để cái nhân mụn của mình, để cái mụn viêm của mình nó bớt, nó giảm đỏ đi, nó giảm sưng viêm và nó làm cho gom những cái đầu mụn lại. Thì cái chiếc mặt nạ này nó có chức năng đó nha. Bên cạnh đó nữa thì sau khi mà các bạn đắp chiếc mặt nạ này lên thì Nu nghĩ là các bạn sẽ thư giãn trong vòng 10 đến 15 phút. Khi mà thư giãn xong thì các bạn không cần phải rửa mặt sạch lại đâu. Các bạn không cần phải rửa mặt lại, các bạn chỉ cần để cái tinh chất đó cho thẩm thấu. Sáng ngày mai các bạn sẽ cảm giác được một làn da rất mới, rất fresh, và các bạn vẫn có thể sử dụng những cái mỹ phẩm bình thường, ví dụ như kem dưỡng ẩm khoáng để mà cung cấp nước cho da. Rồi các bạn cũng có thể nhớ là các bạn phải xài kem chống nắng mỗi buổi sáng để mà da của các bạn được bảo vệ bởi tia UV. Nu sẽ đưa gần cho các bạn xem rằng là sử dụng những cái chức năng này thì siêu thích. Đây là lần đầu tiên mà Nu thực hiện video quay như thế này, và cũng là lần đầu tiên Nu đưa cái mặt mộc của mình lên trên video. Nhưng mà vì có được chiếc mặt nạ này cho nên Nu cũng khá là tự tin để mà một chút gì đó tự tin để mà có thể giới thiệu cho các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ trải nghiệm, hãy thử và đưa những phản hồi thật tích cực, thật tốt về cho chúng tôi. Và chắc chắn hãy cùng chill với Nu và hãy cùng làm đẹp với Nu nhé. Cảm ơn mọi người. Còn giờ thì Nu sẽ đi nghỉ ngơi đây. Good night.